sữa đậu nành Famikasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Không thì tính khí hay thật thường lắm. Khi mưa khi nắng khi vui buồn. Mà thì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Anh về rồi hả? Anh mới về. Ủa? Anh có biết bữa nay nhà mình có đám giỗ không? Ủa em ơi, bữa nay nhà mình giỗ ai vậy em? Không biết hả? Không. Cái gì ghê quá vậy em? Sao tự nhiên làm vậy vậy? Làm gì đâu mà sao tự nhiên nhà mình làm gì kỳ cục vậy em? Tối qua đi đâu? Anh đi tiếp khách với Thắng. Anh nhậu xong rồi thôi mà em. Nhậu xong rồi anh vô trong quán bar chơi với Thắng. Chơi Thắng xong rồi anh ngủ nhà Thắng luôn. Em gọi cho anh Thắng rồi. Anh Thắng nói anh Thắng không có đi bar. Thì đó, Thắng không có đi ba. Thắng không có đi ba, nhưng mà Thắng cử anh đi. Xong rồi xỉn quá. Rồi cái bạn giỡn, giấu quần. Giờ tự nhiên cái lên hình luôn vậy kỳ. Anh không anh đi đâu vậy mà. Là ba mình khó tính lắm không? Anh biết mà. Hả? Anh biết mà anh làm vậy hả? Ôi anh mà. Đi cả đêm anh không về nhà. Bây giờ về như vậy, em nói ba. Đừng có nói ba nghe chi. Ba! Nghe hết rồi, cái thằng đổ đốn. Cái gì vậy em? Trời ơi, bố anh chết thiệt lắm hả? Này ha, ta đổ đốn ha. Trời ơi, làm toàn những cái chuyện phiền phức cho gia đình hay không? Bây giờ áp dụng điều luật 69 của bộ luật gia đình cho xử mày. Ba ơi, ba. Ba là cái gì vậy? Ba nó lại. Dạ. Hai thằng này. Ba ơi, giữ nó lại. Buông ra. Chạy! Từ từ! Đâu? Đó là đâu? Má đâu rồi? Bắt được nó là chết tao! Hướng này! Bắt đây rồi! Bắt được mày chết chứ tao! Kim chi? Anh Hạnh đi đâu vậy? Chờ Thắng. Nhưng mà em đang đi đón chú Bon mà. Từ từ đón, giờ cứu anh trước, chờ Thắng đi, chờ Thắng đi. Thắng đi, đừng nói nữa. Hên quá, gặp em, không gặp em là anh tiêu rồi. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh Hạnh? Nguy hiểm lắm em ơi. Trời, nè, anh, cái quần của anh đâu mà sao anh mặc kỳ vậy? Từ từ nói chứ giờ sao biết giải thích cho em biết. Anh
tới nè. Anh tới rồi. Nè, sao em đứng dậy vậy? Em đi về. Đi về gì? Ngồi xuống đi, anh tới rồi mà. Tới cái gì? Anh lại ở nhà anh chơi game, anh quên luôn cái giờ hẹn với em đúng không? Anh chơi game hồi nào? Còn gì nữa? Anh bị đau bụng. Anh bị đau bụng cái anh đi khám bác sĩ mà. Em nói cho anh biết, Diệu Hiền ngày hôm nay không có còn như ngày xưa nữa mà, nghe ngây thơ nghe lời của anh nói đâu. Đi về đây. Ây da. Cái gì đó? Anh nói rồi, anh đau bụng mà. Anh đi khám bác sĩ. Anh vừa lấy thuốc xong nè. Là anh ba chân bốn cẳng chạy tới đây liền nè. Em không thấy hả? Anh đau quá. Thiệt hả? Ông thiệt cái gì nữa, có thuốc đâu mà bác sĩ bắt phải uống luôn mà. Ông thiệt cái gì? Anh đau lắm hả? Anh đau lắm luôn á. Vậy thôi, không mấy thôi đi về nghỉ ngơi đi chứ còn ăn uống cái gì nữa. Về cái gì? Lâu lâu mình có dịp hẹn hò mà. Lâu lâu mới cuối tuần mà. Mình phải hẹn hò chứ về cái gì? Thôi nhưng mà anh đau bụng vậy á, ăn uống đi chơi cũng đâu có vui đâu. Không mấy đi về đi nha. Không sao đâu, anh chịu được rồi. Mình gọi món ăn đi em. Hay là mình gọi lẩu mắm ăn nha. Lẩu mắm hả? Anh đau bụng mà còn ăn mắm vô nữa. Hả? Thôi em gọi gì em gọi đi. Thích ăn gì gọi đó. Thiệt tình luôn á, vậy mà em tưởng anh chơi game không à. Đâu em coi. Đặt bên này hả? Đúng rồi. Đây hả? Ê! Không hề thấy, không hề thấy. Mình không hề thấy gì hết. Ủa thầy? Thầy đi đâu rồi thầy? Hẹn bạn. Hẹn bạn tới đây ăn. Đó. Vô tình gặp thầy với cô. May mắn lắm nha, ba chúng ta mới ngồi chung một quán đó. Ủa? Được rồi, bây giờ em cứ kêu món trước đi. Em kêu món đi, để thầy Quyền để anh lo, hiểu chưa? Dạ, đúng thiệt hả thầy? Đúng như thầy nói thầy. Làm sao? Thầy ở đây là một sự may mắn. Nếu như không gặp thầy ở đây thì thứ hai tuần tới em cũng sẽ gặp thầy và đề nghị với thầy là tăng lương tụi em thầy ơi. Gì vậy ông? Ăn uống mắc mớ gì chứ tăng lương không có dính. Dạ dính chứ thầy. Tại thầy không biết thôi. Tại vì lớp cô Diệu Hiền đây có một học sinh bỏ nhà trốn học rồi đi đâu đó, rồi khiến cho ba má phải khóc lên khóc xuống, rồi qua nhờ vả cô Diệu Hiền là phải đi tìm em học sinh đó giùm. Mà em thấy cô Diệu Hiền có một thân một mình nè, em thấy tội nghiệp quá. Cho nên em giúp cô Diệu Hiền đi tìm em học sinh đó. À vậy hả, cái vụ đó sao tôi không biết ta. Nhưng mà nãy vô thấy cô thầy có bệnh gì không mà thấy cổ thăm khám cô bộ tận tình. Đâu có thầy. Tại vì tụi em cũng mới ngồi xuống thầy. Mới ngồi xuống à. Cái cổ hầu đậu quá. Cô làm đổ ly nước vô cái áo của em. Cái của em hỏi có sao không? Có sao không anh? Thế à. Mà sao không thấy khô mà đâu có thấy ướt đâu. Cô ấy lâu rồi thầy, lâu đi như phải khô chứ thầy. Cái hậu đậu thì tôi tin thầy. Dạ, mà thầy, thầy thấy thương tụi em không thầy? Hôm nay là ngày nghỉ mà tụi em phải đội nắng đội mưa đi tìm học sinh, đúng không thầy? Chưa ăn gì luôn hả thầy? Đói bụng muốn chết luôn. Vậy vừa đặt ngồi xuống là thầy vô, thầy bắt gặp luôn. Vậy hả? Dạ. Phải ông Hiền? Dạ. Phải. Phải thầy, đúng luôn là chính xác đó thầy. Phải mà con mắt láo liên như là cổ dễ thầy. Cổ dễ hả? Dạ. Gì thầy? Chắc bạn kêu. Nghe. Thì đây đang ngồi cái quán bình hẹn nè. Trời ơi, đổi quán bất tử vậy cha. Rồi, được rồi, tới liền. Cũng may là tôi chưa kêu món ăn đó nha. Thầy lộn quán nữa hả thầy? Tự nhiên cái nó hữu duyên thiên lý năng tương ngộ tới đây tự nhiên gặp hai người ở đây. Dạ. Thôi chúc hai người ngon miệng nha. Dạ cảm ơn thầy. Có tin tức gì của cái học trò mà trốn học á báo liền cho tôi. Dạ ăn xong tụi em đi kiếm liền thầy. Này học trò bây giờ quậy pháo quá thầy ơi. Thôi mình đi nha. Dạ chào thầy. Chào thầy. Đó em thấy chưa? Anh nói rồi, thầy Quyên cứ để anh lo. Hết rồi, quên đi luôn á anh ơi. Anh cũng vậy đó. May quá. Em còn ăn chưa? Em chưa rồi. Nãy giờ bên đây quéo quá, không có dám nhúc nhích luôn á. Anh đỡ đau chưa? Hay hả?
gặp thầy Quyền hết đâu rồi trời. Chị nói thiệt không? Đó, em nhắc chi, đau lại rồi. Ôi chết, em xin lỗi, em xin lỗi. Thì thôi ăn cho đỡ đau nha. À, ăn thì đỡ đau. Có cần em kêu thầy Quyền lại không? Thôi thôi, để em đi đi. Đau quá. Anh Hạnh, em về nè. Mua được không em? Dạ có. Em đi tìm quá trời luôn á, mới có được cái quần mà em nghĩ là bằng size với anh. Có chất thun co giãn, chắc là anh mặc vừa. Anh mặc thử đi. Quần thun mà bận với áo sơ mi thắt ra vát nó kỳ kỳ. Không không sao. Cảm ơn anh nha. Bà Hiền hả? Cửa không khóa, vô đi bà. Vô đi Hiền. Đừng đó hả? Ngày này năm sau là đám dỗ đầu nó luôn. Thôi, bắt đi nó. Con xin cả nhà mình đừng như vậy mà. Trời ơi, sao nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy trời, ăn bận kiểu này tôi chết rồi. Nghe là chị. Anh Hạnh hả? Anh có bị bắt không vậy? Anh chạy được, anh chạy được. Trời ơi, mừng quá à. Thậm chí anh còn chưa mặc quần vô đây nè. Trời ơi, làm sao anh biết được là bây giờ sao dám bận? Tự nhiên sao ba anh biết chỗ này vậy? Chạy cũng chết luôn à. Bây giờ sao giờ em? Vậy hay nè, bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở đó đi, xong rồi em mang cái quần ra cho anh nha. Anh đang ở sau lưng cái chung cư của em á. Em đem được không? Lỡ ba anh bám theo em rồi sao? Có sao đâu, ba với mấy đứa nhỏ họ đi từ lâu rồi. Thiệt hả? Vậy thì anh chờ em nha. Em biết rồi, để em mang ra liền cho nha. Rồi 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 rồi. Anh chưa no nữa, mình đi ăn gì nha. Hả? Sao anh ăn nhiều quá vậy? Bụng anh đang yếu có sao không? Bụng anh không sao đâu, đi ăn chè nha. À, vậy cũng được. Hiền. Ủa, ba lên đây hồi nào sao ba không nói con biết? Ba lên đây đi đám cưới con người bạn, tính ghé kiếm thăm con. Ủa con đi. Dạ con chào bác. Giới thiệu với ba, đây là thầy Phúc, đồng nghiệp trong trường với con. Thầy đồng nghiệp. Dạ. Hơn cả đồng nghiệp nữa. Dạ. Thầy cô ra đường phải nắm tay vậy. Dạ ba ăn gì chưa? Thầy cô ăn gì chưa? Dạ tụi con mới ăn xong rồi ba. Ba ăn gì chưa? Ba cũng ăn đám cưới no rồi. Dạ. Nếu mà thầy cô ăn rồi thì bây giờ tôi mời thầy cô đi uống cà phê được không? Dạ. Hay là tôi làm mất thời gian của thầy cô? Không đi được hả? Dạ đâu có. Dạ tất nhiên là được rồi thưa bác. Cà phê. Dạ. Dạ. Kim Chi. Đây nè. Anh Hạnh. Nãy giờ anh ở bên đây mà em kiếm anh không được. Đang định gọi điện thoại cho anh đó. Hên là có em. Không có em anh không biết làm sao luôn á. Mau lên xe đi. Ba. Lùi lại đi. Ba. Mày rửa heo, rửa heo, tao gặp mày chết. Tôi xin phép nhà mình mà. Cậu cao bao nhiêu? Dạ 1m79. Tôi thích. Đàn ông phải cao ráo như vậy mới là bờ vai để phụ nữ dựa một cách vững chắc. Nghe nói gia đình cậu có một tổ hợp đông y lớn nhất thành phố này đúng không?
Ờ, dạ cũng nhỏ nhỏ thôi bác. Nhỏ nhỏ? Dạ. Đàn ông mà khiêm tốn như vậy tôi thích. Dạ. Gia đình tôi cũng rất thích làm ăn như vậy. Dạ. Công nhận gia đình cậu cũng rất giỏi. Dạ, cảm ơn bác. Cậu là thầy dạy thể dục. Dạ. Cậu rất thích thể thao đúng không? Dạ. Tôi cũng rất thích môn thể thao. Dạ. Thế cậu thích môn gì? Dạ, con thích bóng đá. Bóng đá? Dạ. Tôi thích. Tôi rất thích bóng đá. Dạ. Không đêm nào tôi không xem bóng đá. Không xem bóng đá thì không ngủ được. Dạ. Mùa giải nào tôi cũng xem, không bỏ. Dạ, con cũng vậy. Rất thích. Dạ. Thế thần tượng của cậu là ai? Ờ, dạ, David Beckham. Tôi thích David Beckham. Ờ, dạ. Bởi vì những người thích David Beckham là những người rất chung thủy, là những người chồng rất lý tưởng, những người đàn ông tốt. Dạ. Thiệt hả ba? Uống cà phê đi. À, dạ. Tôi và cậu có nhiều điểm chung. À, dạ. Cậu có thích mắm tôm không? Mắm tôm. Dạ, mắm tôm. Mắm tôm. Dạ, có, con thích. Con thích mắm tôm. Dạ. Tôi cũng thích mắm tôm. Như vậy là tôi và cậu rất phù hợp với nhau. Từ vui chơi nè, thể thao, ăn uống, ha, tất cả mọi thứ chúng ta hợp nhau. Có lẽ là đã có duyên từ kiếp trước. Dạ, công nhận có duyên ghê. Đứng lại coi. Dạ. Thích cậu rồi đó. Con thích bác rồi đó. Ngồi xuống đi. Sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ôi trời ơi, đói bụng quá, ước gì có đồ ăn ở đây. Alo, anh nghe nè Kim Chi. Em đây, anh có sao không vậy? Không sao. Ba dí không được anh. Anh chạy được rồi. Trời, em cũng không biết làm sao mà ba lại tìm được anh ở chỗ đó nữa. Chết rồi, chắc là ba theo dõi em quá à. Thì đó, em không có cẩn thận gì hết đó Kim Chi. Trời ơi, để anh chạy mệt gần chết luôn á. Giờ áo quần rách hết trơn luôn rồi nè. Em xin lỗi nha. Nhưng mà bây giờ em phải đi phòng thu rồi, không có giúp anh được nữa. Thôi thôi, không sao đâu em cứ đi đâu em đi đi. Anh tự lo mình được mà, không sao đâu cưng. À, hay là bây giờ á, em có thể là để lại chiếc xe cho anh mà. Dù sao á, bây giờ có chiếc xe á cũng giống như là một chỗ trốn an toàn. Anh núp trong đó đi. Ờ, bây giờ em sẽ giả bộ chạy tới gần đó, xong để chiếc xe, để chìa khóa lại trong đó luôn. Anh cố gắng đi qua đi lại tìm cách vô xe mà lấy xe đi tẩu thoát nha. À, đúng rồi đúng rồi. Trời ơi, em thông minh quá Kim Chi ơi. Vậy mà em nghĩ cũng ra nữa hả? Anh cứ sử dụng xe em thoải mái đi. Dù sao mấy ngày tới em cũng không có đi đâu hết trơn á. À, em á có để cái quần với lại ít tiền ở trong xe. Anh cầm lấy á mà đi trốn vài ngày đi nha. À, Kim Chi ơi. Không sao, em hiểu tính của ba mà. Em nghĩ là thời gian này anh cứ đi trốn đi, đợi cho ba bình tĩnh lại cái đó. Kim Chi, anh nói thiệt là anh không biết cảm ơn em làm sao nữa. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Cảm ơn em nhiều lắm Kim Chi. Anh nguyện cái ơn này anh nguyện khắc cốt ghi tâm. Sống để bụng, chết mang theo Kim Chi à. Cảm ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ chạy xe tới gần chỗ đó nha. Xong rồi em để ở đó, anh coi kiếm cách mà lấy xe đi nha. À, đúng rồi. Nhưng mà Kim Chi ơi, em cẩn thận nha, coi chừng ba theo dõi nữa là chết anh luôn á. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn em nhiều nha Kim Chi. À, alo. Kim Chi ơi, anh đang ở công viên gần đó nha Kim Chi. Gần nhà em á. Bây giờ em chạy qua đó nè. Rồi. Thank you.
Alo. Alo Kim Chi hả? Dạ anh lên xe chưa? Anh lên xe rồi. Anh không thấy chìa khóa. Chìa khóa hả? Chìa khóa em để dưới cái gầm xe đó. Anh dở lên là thấy à? Anh kiếm rồi mà anh không thấy. Ủa sao kỳ vậy ta? Em để dưới cái gầm nhìn vô là thấy liền mà. Hay là anh không tìm kỹ? Alo. Mày dạ dạ. Ai à? Lỗi ba ơi. Ba. Cái gì vậy? Con sẽ quay ba. Dám đánh tao hả? Con sẽ quay ba. Sao ba quay con vậy? Ai dạ. Trời ơi, nó chạy nữa rồi. Bắt nó lại. Ba lại để anh thoát nữa rồi. Sao vuốt nó hoài vậy trời? Ba để anh thoát hoài anh sẽ nghi ngờ con đó. Rồi con ráng giúp ba lần nữa đi con. Ai dạ. Ba đã nói á thì con đâu dám cãi lời đâu. Kim Chi. Dạ. Cô viết ra cái kiểu gì? Cô biết là tôi nhục nhã khi mà giới thiệu cô là nhạc sĩ không? Hả? Hả? Cô học nhạc ở đâu? Thầy cô nào dạy cho cô vậy hả? Cô viết nhạc dở ẹt. Một cái bài hát như vậy cô viết để người ta chửi trong bản mặt của tôi, cô biết không? Hả? Dạ. Cô viết bằng tay, bằng chân. Cô không viết bằng cái não của mình. Cô không phải là nhạc sĩ. Làm sao thích được cái loại nhạc đó? Hả? Cái loại nhạc đó ai viết? Em viết. Em còn dám nhận em viết. Đừng nói gì hết. Trả tiền cho em đi. Em không xứng đáng nhận cái đồng tiền từ nghệ thuật đó. Hả? Trả tiền cho anh. Trả. Đưa đi. Trả không? Dạ để em trả em biết rồi. Anh nó chưa có tới. Cô có gì nhắn lại tôi nói với nó cho. Dạ cũng không có gì. Để em quay lại sau. Mà anh nhắn lại với anh Hạnh á là có Kim Chi tới kiếm nha. Kim Chi á hả? Dạ. Kim Chi. Cô là người mà viết nhạc cho quảng cáo của công ty của tôi á hả? Dạ. Xin lỗi cô. Công ty chúng tôi mới vừa hoạt động cho nên về kinh phí nó eo hẹp lắm. Mà bữa hôm á thằng Hạnh nó giả sai. Nó đến gặp cô để mà nó lấy lại cái tiền mà viết nhạc đó. Cô cũng thông cảm. Hả? Anh mới vừa nói là anh Hạnh giả sai để tới đòi lại tiền của em á hả? Ừ. Diễn giỏi dữ ha. Trời ơi, bà tin nổi không? Anh Hạnh hồi tối qua giả xỉn để qua đây lấy lại tiền của tôi á. Tại vì anh không dám nói thẳng với tôi. Không tin luôn á. Sao anh diễn hay dữ vậy? Tôi tưởng là anh xin thiệt không luôn á trời. Đó. Ông này. Không được. Nếu như mà có dịp hả, nhất định tôi sẽ cho ổng biết tay. Dám cà chớm với tôi hả? Tôi nhất định sẽ trả thôi. Ba. Hả? À? Con có ý này nè. À, ý gì? Đằng ngậm trai phải vậy mà được á. Dạ. Tôi thích cậu lắm rồi đó nghe. Dạ, con thích bác quá chừng. Ba ơi, hey. Ba với anh có nói chuyện với nhau đi nha. Con đi vệ sinh. À... Bây giờ nói chuyện tiếp nè, tôi dạ. Tôi khoái cậu rồi đó. Dạ. À, nói thật với cậu đó. Hồi trước giờ á, Diệu Hiền á, nó cũng có vài người bạn trai rồi. Dạ. Nhưng mà tôi không thích. Dạ. Tại vì những người đó gần như là vô dụng. Dạ. Không hợp với tôi. Dạ. Cậu là người tôi chịu này. Dạ. Mà cậu ha, cao ráo đẹp trai gì. Không, chưa chắc Diệu Hiền phải là người đầu tiên của cậu đúng không? À, dạ. Đâu có cần phải thật thà vậy. Dạ. Mà thôi sao. Thật thà cũng được thôi mà. Dạ. Tôi thích tính thật thà. Dạ. Dạ. Thật ra con vừa mới ly dị vợ. Tôi thích. Hả? Xin lỗi. Tôi bị sốc thôi. Cậu có vợ rồi. Dạ. Dạ có rồi. Nhưng mà ly dị rồi. Từ lúc nào? Dạ một năm trước. Không sao. Cái thời buổi lộn xộn bây giờ là ly dị là bình thường. Tại vì lớn lên rồi cha mẹ gấp rút quá, gả cưới sớm quá, rồi cho nên không hiểu nhau. Ly dị là bình thường. Tôi cũng có thằng cháu cũng mới vừa ly dị đấy. Dạ. Nghe nói
cái cô bạn ở chung phòng với con Diệu Hiền cũng mới vừa ly dị chồng. Dạ đúng rồi. Ừ, đó, nghe nói là chồng của cô bạn của Diệu Hiền á cũng là một người thầy dạy thể thao. Người đó là con. Tôi sốc. Sốc. Tôi nghe nói là con nhỏ bạn của Diệu Hiền cũng có đứa con. Dạ, con là ba của nó. Tôi thích. Ba với anh nói chuyện tới đâu rồi? Ba đi đâu vậy? Tôi lấy con cánh hả? À, Chi ơi, anh mới bị ba Chi đuổi ra Kim Chi ơi. Sáng bị bắt rồi. Ủa, vậy hả? Mà anh thoát chưa vậy? Thoát rồi. Trời ơi, may quá à. Em không có ngờ là ba lại truy đuổi anh như vậy luôn á. Thiệt đúng là không có ngờ mà. Trời ơi, ba anh ghê gớm lắm, em không hiểu đâu. Nhưng mà quan trọng á là anh chưa có bị tóm. Bây giờ hả, em có cách này giúp cho anh nè. Anh chơi tới luôn không? Cách gì, em cứ việc nói đi, anh không có sợ. Em sẽ giả bộ nói đi siêu thị. Sau đó em để cái bao bố trong bãi giữ xe. Anh sẽ trốn vô đó, sau đó em sẽ chở anh đi. Ba có theo dõi như thế nào á thì cũng chỉ nghĩ đó là cái bao gạo hoặc là cái bao đi siêu thị thôi, đâu thể nào nghi ngờ là anh được. Đúng rồi, em hay quá Kim Chi ơi. Tất nhiên là hay rồi, cho dù hả ba có giỏi như thế nào thì cũng không bao giờ nghĩ được là anh trốn vô cái bao đó cơ. Anh đã tạ em. Anh hầu tạ em sao nha. Cảm ơn em. Kim Chi. Cái bao này hả? Em có mang cái bao rồi nè. Anh đưa đi, bự lắm, không sao đâu. Chui vô anh. Cẩn thận nha. Cảm ơn em nha. Hồi vừa đó anh đối xử không tốt với em. Hồi giờ em đối xử tốt với anh quá. Anh hứa với em là sau khi mà qua hết mấy cái chuyện này rồi, anh sẽ đền ơn, đáp nghĩa em đàng hoàng. Không sao đâu, anh em mình là anh em tốt mà. Tốt, cảm ơn em nha. Chưa vô. Hà thử coi. Ngồi gọn vô. Anh có thấy thoải mái không vậy? Cũng được. Em ơi. Dạ. Anh thấy này ổn không? Em nói nó giống bao gạo, thấy có giống bao gạo đâu em. Giống mà, nhìn ở ngoài y chang là bao gạo luôn á, người ta không có phát hiện ra đâu. Ây da, trời, cái gì đau quá vậy? Em đang thử cái bao coi anh có cảm thấy thoải mái không á. Thoải mái không anh? Nó hơi từ đúng rồi mà. Ây da, trời, sao đau quá vậy? Cái gì vậy em? Em đang thử để mà một lát nữa mà em có nhờ người ta vô, người ta khinh anh đi lên trên xe đó mà lỡ có da đập vô đâu á thì anh cũng đừng có la nha. Giữ im lặng nha. Anh biết rồi. Bây giờ em kêu người ta nha. Mấy anh ơi, mấy anh làm ơn vô đây khinh cái bao này lên trên xe giùm em nha. Em cảm ơn. Người ta vô rồi đó, im lặng nha, có chuyện gì xảy ra cũng im lặng nha anh nha. Phụ em nha mấy anh. Cái bao này dễ bể cho nên là mình cầm nhẹ nhẹ nha. Cảm ơn con nha. Không có gì đâu ba. Ba về nha. Ui da. Dạ. Trời ơi, trúng gì vậy? Kim Chi ơi, tới chưa Kim Chi? Mở ra cho anh Kim Chi ơi. Kim Chi hả mày? Kẻ chua luôn. Trời, hôm nay là đám giỗ của con luôn nè con. Hello. Em xin lỗi anh. Nếu mà em biết có chuyện này xảy ra, em sẽ không để cho anh đi cà phê với ba em đâu. Không sao đâu.
Trước sau cũng phải gặp ba em thôi mà. Cứ tin anh đi, đừng nghi ngờ gì. Dạ. Hôm nay tôi rất vui vì gặp cậu. Tôi thích. Tôi muốn hai người từ đây về sau sẽ là bạn tốt với nhau, sẽ là đồng nghiệp tốt với nhau, không có gì cả. Cậu hiểu ý tôi không? Cậu hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Hiểu chưa? Dạ. Diệu Hiền. Dạ. Ba muốn con theo ba về quê. Dạ. Hôm nay cuối tuần, lâu lắm rồi con không về quê. Má còn nhớ con. Con cũng ít gọi điện thoại về nhà quá. Không về được à? Không đi được sao? Dạ, dạ về. Em cứ đi đi. Dạ, con chào bác. Bác đi về cẩn thận ạ. Cảm ơn. Tôi còn nhớ đường về. Tôi không hề kiếm chuyện với bạn nha, rõ ràng là bạn là người kiếm chuyện nha. Thôi mà lâu rồi. Lâu thì đánh thôi. Nếu mà bạn thích chiều đánh lộn luôn cũng được. Lâu hả? Chúc mừng bà. Lên đi. Chị mà kia là chúc mừng hả? Ông đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Chúc mừng bà. Tôi với Minh cũng chúc mừng nội nha. Chúc mừng nội. Chúc mừng ba. Chúc mừng ba. Súng nào chúc mừng tôi là thắng. Đón xem tập 156 Gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 19:50 ngày 17 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh miệng, chắc khỏe xương. Ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Wow. Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số nào? Tụ số nào? Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1. Gang of God, một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình hình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy lên đi. Chạy luôn kìa, còn ở đó. Harry. Tôi dễ là dễ bằng đam mê. Bằng đam mê. Những nhân vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lửa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Ba con 150. Hả? Cái gì? Được thể hiện đà sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi là thế dài dớ quan tầm lớn. Anh đẹp trai lắm á. Sao chú bắt con?
coi như là nhà của mình. Tự nhiên lên thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Em không chịu được. Cá lớn cá bé, hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt hả? Dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hả? Hãy té đi. Hãy dìu em té đi anh. Ôi. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tao đi hốt cái căn nhà mày không mày? Tôi gặp cao thủ rồi trời ơi. Cuộc đời thật lắm tai ương. Tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao tôi lại cute thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay. Hai bùng rốc cười lăn lóc, phát sóng thứ 6 hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.